Cha của chúng ta, Ngài ở với dân sự của Ngài luôn luôn. Và buổi sáng hôm nay, chúng ta một lần nữa trong cuộc đời chúng ta được thờ vâng Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Có một dòng sông mà Kinh Thánh nói rằng dòng nước nó chảy tới đâu thì là vui vẻ thành của Đức Giê-hô-va tới đó. Cho nên sáng hôm nay, nguyện Thánh Linh của Chúa làm cho lòng chúng ta vui mừng, bình an và đầy sự sống của Chúa. Chúng ta cảm ơn Ngài, chúng ta ca ngợi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta có thể ngồi xuống. Cảm ơn quý vị. Alleluia. Có những người trong chúng ta muốn thấy sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta, tất cả chúng ta, phải không ạ? Cho nên là nãy bạn hát đó, khi mà hát holy holy holy, có người I want to see you, trước khi mà hát xong cái câu đó, có nghĩa là chúng ta mong muốn được thấy Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng everlasting God, Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý vị có thể ngồi và quý vị có thể bỏ tay lên bài hát này. Quý vị, hallelujah. Cảm ơn Chúa Jesus chúng ta. Xem lễ
Cảm ơn Chúa, chúng ta không đi để xem người ta làm gì, nhưng chúng ta giữ phần là trong sự thờ phượng sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta, bởi vì ơn chúng ta thờ phượng là đấng sống. Chúng ta cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa.
sâu thẳm trong đời chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài cảm động lòng chúng con để khi chúng con đến nơi trong sự thờ phượng này, chúng con nhận được sự thăm viếng của Chúa. Khi chúng con ra khỏi phòng thờ phượng này, chúng con nhận được nơi Chúa sự sống và sự sáng, sự vui mừng, sự bình an ở trước chúng con. Chúa ơi, chúng con thưa với Chúa rằng chúng con phải được điều chi khi chúng con đến với Ngài. Sáng hôm nay, chúng con biết rằng Ngài yêu chúng con. Xin Chúa tiếp tục yêu chúng con, Chúa ơi, dẫn dắt chúng con. Hallelujah. Nobody loves me like you, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we love you, Jesus, hallelujah. Cảm ơn Chúa Giê-xu, con yêu Ngài. Con yêu Chúa Giê-xu, con yêu Ngài. Thật con yêu mến Giê-xu. Cảm ơn Chúa, ta yêu ra lời của Chúa. Oh, Ngài yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Và Ngài không thay đổi về điều đó. Chúng con cảm ơn Ngài, hallelujah. Cho đến mãi mãi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah.
Chúa yêu chúng ta và Ngài hoàn cánh tay của Ngài qua mỗi bờ vai của chúng ta sang.